chào các bạn. Mình sẽ giới thiệu đến các bạn một cái tweet cho phép chúng ta xem cái dung lượng thực của pin. Nếu các bạn thấy thì bình thường thì trên iOS thì mình xem được cái dung lượng pin ở trong cái phần cài đặt rồi là phần cài đặt chung, nhưng mà nó thực ra nó không chính xác lắm, bởi vì khi mà ta dùng nhiều sẽ bị cháy pin. Ở đây mình có ứng dụng có tên là Battery Detective. Cái ứng dụng này nó vẫn chưa có cập nhật giao diện cho iOS 7 đâu, nhưng mà khi mình check thì nó vẫn chính xác, các cái thông số của nó vẫn là chính xác. Đây chúng ta vào mục Battery Info thì nó có là Current Capacity, thì có nghĩa là pin của mình đang còn 39%, thì nó là còn 418 mAh. Còn Max Capacity của mình là 1107. Thì cái mặc định của nó, cái mà khi mà pin zin của nó là 1430, thì của mình đã bị hao hụt 300 rồi. Còn iPhone 5 này mình dùng lâu rồi. Đấy. Thì còn là tiếp đây. Và cái số lần vòng, số vòng sạc. Vòng sạc đây là tính vòng sạc đầy, thì là của mình là 351. Cái voltage là 3700. Cái đặc biệt này nó là cái cycle cao này. Nếu mà các bạn thấy là cái cycle cao này nó mà tầm ít ít ấy, thì khi bạn đi mua máy ấy, bạn test nếu mà nó cycle cao này nó tầm 5 hoặc 10 chẳng hạn, thì có nghĩa là máy này đã bị thay pin rồi. Bởi vì những cái máy dùng lâu thì nó không mà chỉ có 50 lần cả. Như mình là 351 cái thì có nghĩa là cái máy này nó là máy mới và mua từ hồi đầu bây giờ, sạc khá lâu rồi. Điểm rất hay ấy, bởi vì là trên pin ở trên iOS thì nó lưu lại, nó có khả năng lưu lại các thông số. Trên Android thì không lưu được, nên là mình đi mua máy Android rất là sợ. Máy iOS thì xem là các kiểu luôn. Đơn giản. Xem là lượng pin còn lại, số lần sạc các kiểu. Để cài cái thứ này thì chúng ta vào sạc đi. Chúng ta search. Battery Detective. Xong cài đặt như bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Tiếng hôm nữa. Tuyết này mang tên là Multitasking Gesture. Mình cho các bạn xem. Boot lên dưới.